Tranquila, rồi bạn ca một đọc bài giờ tới ca hai. Chỉ mấy bạn ca ca một ao nha thầy. Đúng rồi. Cả một ao nha, đọc bài đi. Tính sao rồi, lúc mình cũng đúng lúc nha, bạn cứ nhìn thế này là sao? Vào đúng cái link đó luôn. Thầy ơi, thầy cho xem cái hình vẽ câu hai với thầy. Ừ, hình vẽ câu 2 sao bạn? Dạ, thầy cho xem hình vẽ câu hai với thầy. Câu 2 để làm gì? Dạ, em làm câu hai. Sao câu 1 không làm mà làm câu 2? Dạ, em thấy câu hai làm được trước thầy. Nếu vậy thì em chép cái đề này đi đã. Dạ. Ủa, chứ nó đề vô luôn á thầy. Thì bây giờ em muốn làm câu 2 thì em phải chép đề câu 1 để tí thầy quanh lại câu 1 cho các bạn. Rồi.
Sao trong này còn tới hai mấy người dữ ta? Ai K1 rồi thì ao ra nhé.
Thầy kéo kéo cái đề câu 2 lên cho em xin nghe thầy. Rồi ok. Đây đề câu 2. Thank you.